Xin kính chào quý khán giả, bây giờ là 11 giờ và quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2016. Thưa quý khán giả, Tết Nguyên đán Bính Thân này, trong 5 ngày từ ngày 23 đến ngày 27 tháng Chạp, huyện Trà Ôn thành lập 14 đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi đời sống kinh tế, chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các gia đình chính sách. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn biết ơn và tri ân sự hy sinh xương máu của các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sĩ trong những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời mong muốn các gia đình luôn sống gương mẫu để động viên con cháu thi đua phát triển sản xuất, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Dịp này, đoàn gửi tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 300.000 đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, nhiều đoàn từ thiện đã đến tặng phần quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo tại nhiều địa phương của huyện Văn Thích. Các đoàn đã tặng 400 phần quà Tết cho hộ nghèo, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã Quà Tịnh, Bình Phước và Mỹ Phước. Mỗi phần quà có trị giá từ 300 đến 350.000 đồng, gồm gạo, mì gói, muối, đường, bột ngọt và bánh mứt. Tổng giá trị quà tặng lần này là 125 triệu đồng do Hội từ thiện Cà phê Suối Mơ, công ty Mobifone, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Chùa Sơn An, huyện Long Hồ tài trợ. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp các hộ nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, vui đón xuân mới. Cũng trong dịp Tết Bính Thân này, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức đoàn đến trao tặng quà Tết cho 500 nông dân ở hai huyện Tam Bình và Trà Ôn. Tại mỗi nơi đến, đại diện công ty đã gửi lời chúc mừng năm mới đến chính quyền địa phương và bà con nông dân đón xuân vui tươi, an lành và hạnh phúc, đồng thời trao tặng mỗi bà con một phần quà trị giá trên 500.000 đồng, gồm một số nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày Tết như bánh, mứt, trà, nước giải khát, tổng giá trị phần quà trên 250 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên nhằm giúp bà con nông dân các địa phương có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Đây cũng là dịp để tập đoàn tri ân bà con nông dân trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách là một trong những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm nhằm tạo điều kiện giúp cho mọi người, mọi nhà được đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm. Ghi nhận của cộng tác viên Đài truyền hình Vĩnh Long tại huyện Bình Tân. Những ngày này, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bình Tân đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài huyện tổ chức nhiều hoạt động thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Cô lãnh được phần quà này là cô cũng mừng vui lắm. Nhà cháu có món quà là ăn Tết năm nay là vui vẻ. Hôm nay tôi được nhận được phần quà của hội tài trợ, tôi rất vui. Cảm ơn cái hội tài trợ, tôi ăn Tết được vui vẻ và hạnh phúc. Bằng nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, huyện Bình Tân đã tặng trên 7.000 phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá từ 200 đến 400.000 đồng, tổng giá trị quà tặng trên 4 tỷ 600 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí từ Trung ương hỗ trợ gần 154 triệu đồng, kinh phí của tỉnh 84 triệu đồng, kinh phí của huyện trên 390 triệu đồng, các nguồn vận động từ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể gần 1 tỷ đồng. Trong công tác chăm lo là Tết cho các đối tượng thì được ban chỉ đạo là các ngày lễ lớn đã chuẩn bị khá chu đáo. Vài vấn đề mà tiền cũng như quà mà có chủ tịch nước và các mạnh thường quân ủng hộ thì là huyện ủy và ủy ban dân huyện là chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với các xã tiếp tục là kêu gọi vận động là các doanh nghiệp và mạnh thường quân để hỗ trợ các là đối tượng khác còn ở 11 xã, đặc biệt là trong đó là có 1.360 hộ là đa chiều mới điều tra. Với phương châm mọi người mọi nhà đều có Tết, các ban ngành đoàn thể, chính quyền huyện Bình Tân đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người dân, tạo mọi điều kiện để bà con an tâm hưởng một mùa xuân vui tươi đầm ấm. Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý khán giả, tối hôm qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long khai mạc liên quan tiếng hát tuổi thơ mừng xuân Bính Thân năm 2016. Có 74 học sinh các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Long tham dự liên quan. Tại đây, trong hai đêm 5 và 6 tháng 2, các thí sinh tham gia biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc với chủ đề đón chào mùa xuân và những đổi mới trên quê hương đất nước. Đây là một trong những sân chơi bổ ích dành cho các em nhỏ có năng khiếu ca hát trong dịp đón chào năm mới 2016. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tối qua Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức chương trình chào xuân mới.
Tại đây, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn trống kèn, văn nghệ đón xuân, nhớ ơn bác đảng muôn đời và các màn biểu diễn của các câu lạc bộ võ thuật, taekwondo, vô vi nam, câu lạc bộ thẩm mỹ, dưỡng sinh, khiêu vũ. Thông qua chương trình nhằm góp phần tạo sinh khí vui tươi phấn khởi, là dịp để các thành viên câu lạc bộ, đội nhóm giao lưu và trình diễn các tiết mục đặc sắc, qua đó để các em thanh thiếu nhi tiếp tục phát huy năng khiếu sở trường của mình trong thời gian tới. Từ chiều tối hôm qua và sáng hôm nay, lượng người và xe đổ dồn về các tỉnh miền Tây đón Tết khá cao, khiến cho lưu lượng giao thông trên quốc lộ 1 tăng đột biến. Quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ dày đặc các phương tiện. Mặc dù đường đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc hay rối loạn giao thông. Đến sáng và trưa ngày hôm nay, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Long An, Tiền Giang và Vĩnh Long, lượng xe máy vẫn còn đông ken ở hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, trong khi ở hướng ngược lại thì thông thoáng. Mặc dù lượng xe máy đông nhưng nhờ lực lượng cảnh sát giao thông trực phân luồng nên đã không xảy ra tình trạng ùn ứ hay tắc đường kéo dài. Trước tình hình lưu lượng xe tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh tăng mạnh trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo giao thông thông suốt và hạn chế tai nạn giao thông trên các tuyến lộ qua địa bàn. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh và các địa phương tổ chức tuần tra đối lưu liên tục trên tuyến và kiểm tra giao thông tại những điểm có nguy cơ cao để phòng tránh tai nạn. Bên cạnh đó, đơn vị còn bố trí lực lượng để sẵn sàng điều tiết và giải tỏa khi có ùn tắc giao thông xảy ra. Để góp phần phòng tránh tai nạn giao thông, lực lượng chức năng lưu ý người điều khiển phương tiện cần phải chú ý tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Bản tin trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.